chị ấy khi đấy xe cái dòng mà đóng năm cửa ấy. Chị ơi, cái con đi ra đi. Trông cái đặt bếp đấy nó lung linh. Đóng cửa. Đùa đó. Đây này kia. Đóng cửa. Cảm ơn cả tất cả các em. Bên kia cho này đi luôn. Không, mình thôi.